trên con đường để đi đến cái đỉnh cao của danh vọng, của sự nghiệp của con người. Hiểu nôm na nó giống như là một người đi leo núi vậy. Cái ngọn núi nó đâu có làm cho chúng ta vấp ngã, mà những cái viên sỏi ấy, nó làm cho chúng ta nản chí. Chúng ta ngã dập dụi bởi những hòn sỏi chứ không phải là những cái quả núi. Khi bạn làm ở trong việc của công ty ấy, mà một nhân sự họ làm cho mình khó chịu, thì bạn phải hiểu rằng cái sự nghiệp của bạn nó quan trọng hơn nhân sự đó. Và cái nhân sự đó nó chỉ là cái viên sỏi thôi, đúng không ạ? Nếu mà mình vấp ngã trước viên sỏi thì thực sự là rất là tầm thường, bởi vì mình phải nhận ra vấn đề là mục đích của mình là đỉnh núi. Và trên con đường lên đỉnh núi nó sẽ có rất nhiều viên sỏi. Để xây dựng cơ nghiệp thì nó có rất nhiều tiểu nhân. Và mình ngã gục trước tiểu nhân là mình thua rồi. Phải tự vực lại tinh thần cho mình, đúng không ạ? Làm gì có chuyện. Và chúng ta bước trên đường đời, chúng ta cứ bước lên những cái viên sỏi là nó đâm vào chân thôi. Nhiều viên sỏi nó nhọn, nhiều viên sỏi nó bằng, nhiều viên sỏi nó nhọn, để cho những cái lời thị phi của thế gian ấy nó không đưa vào trong lỗ tai chúng ta đấy, để chúng ta tiếp tục chúng ta đi lên ấy. Thì bí mật thì không phải là chúng ta ghét những cái hòn sỏi. Hòn sỏi nó vẫn nằm ở trên con đường. Mang đôi dép vào, mang đôi dép vào thì các hòn sỏi nó vẫn còn đó, nhưng nó không gây tổn thương cho chúng ta. Lý do mà bạn đau khổ bởi những chuyện ở trên cuộc đời này là cái lỗ tai của bạn nó quá thính. Nếu bạn không nghe thấy bạn đâu có tức. Cho nên những người khổ đau đều là những người nhiều chuyện. Khi á, những người người ta có phước, cái lỗ tai người ta nghễnh ngãng, người ta không nghe thấy thì người ta không đau khổ. Cái đôi dép trong thế gian ấy, đi bước trên cái đường sỏi ấy là đôi dép, còn đi trên dòng đời ấy, ít nghe thôi và cái mắt cũng ít thấy thôi. Càng nhiều chuyện thì càng khổ đau. Yes, nó nói mình phải như điếc ấy. Mà không phải là điếc là sự nhẫn, nó phải điếc thật luôn ấy, hiểu không? Đó là một cảnh giới. Nghe thấy mà vẫn như không nghe, nhìn thấy mà vẫn như không nhìn. Học câm, học điếc, học mù thì mới đến đến đỉnh cao được. Còn nó nói một câu mà cãi lại một câu, hoặc là kể cả không cãi mà tức cũng vẫn chưa cao. Chọc nó là chọc mình là quyền của nó, còn mình có nổi giận hay không nó là quyền của mình. Quá nó bên trong ấy, cái đó gọi là bát phong bất động. Bát phong bất động là tám ngọn gió đời, mà tám ngọn gió đời này ấy, nó là gốc rễ của khổ đau. Tám ngọn gió đời gồm những gì? Tám ngọn gió đời chính là cái ông bát giới trong Tây Du Ký. Bát giới chính là tám ngọn gió đời, chứ chẳng có ông tôi bát giới nào cả. Mục đích của Ngô Thừa Ân trong Tây Du Ký nói về bát giới là bát phong, là vui, là buồn, là sướng, là khổ, là nhục, là vinh, là được, là mất. Đấy là bát phong. Bát phong bất động thì cái ông bát giới đó ông ấy biến mất. Chúng ta phải tu làm sao để cho bát phong bất động, để mà trở thành một cái hành giả. Tôn hành giả chính là một thiền giả, một thiền sư. Hành giả là thiền giả, đúng không? Tôn hành giả tức là gì? Là luyện cái trí của mình đi xuyên qua cái bát phong này. Tôn ngộ không ấy, luyện là cái gì? Là cái trí của chúng ta ấy. Đừng có để bát phong nó quấy động. Chúc bạn tinh tấn trên con đường đời. Cuộc đời nó sinh ra là để tu hành này. Đúng nghĩa luôn này. Ai nhận thấy rằng cuộc đời này, những cái gian khó trong đời, những cái nhục vinh trong đời là cái để mình tu, để mình tiến hóa. Cuộc đời này mà càng nhiều đau khổ thì càng cái bài học càng lớn, cái sự tu nguyện nó càng đanh thép và nó càng phát triển. Khi mà người ta chửi mình ấy, người ta đánh dẫm vào mặt mình ấy, mà mình vẫn không tí tức, thì đó mới là những người đáng sống trong cuộc đời. Yes.